Tối ngày 9 tháng 1, tại một lễ trao giải thưởng âm nhạc đã chính thức diễn ra, thu hút sự quan tâm của khán giả. Tại đây, rất nhiều hạng mục đã được vinh danh những nghệ sĩ có cống hiến xuất sắc trong một năm vừa qua. Và đặc biệt, một trong số những giải thưởng được khán giả quan tâm bậc nhất đó chính là nam ca sĩ được yêu thích nhất. Vượt qua nhiều nghệ sĩ đàn anh nổi tiếng, hai tân binh Jack và KICM đã chính thức được xướng tên tại giải thưởng này. Tuy nhiên, điều làm khán giả không khỏi chú ý đó chính là dù hạng mục nam ca sĩ được yêu thích nhất gọi tên Jack và KICM, nhưng người lộ diện để cảm ơn khán giả và chương trình lại chỉ có một, không ai khác, chính là anh chàng Jack. Không xuất hiện tại sân khấu nhận giải, nhưng Jack đã gửi một đoạn clip để chia sẻ cảm xúc. Jack cho biết, Jack rất hạnh phúc khi năm qua hoạt động và giành được giải thưởng như thế này. Jack hy vọng sức khỏe sẽ sớm ổn định, công việc suôn sẻ thì Jack sẽ quay trở lại. Mong mọi người sẽ bớt lo, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Ngoài ra, tại sự kiện trao giải này, KICM và Jack cũng nhận được chiến thắng tại hạng mục ca khúc pop ballad được yêu thích nhất cho sóng gió. Chiến thắng của hai anh chàng trong đêm một lần nữa khiến người hâm mộ không khỏi tự hào. Những chia sẻ của Jack đã khiến cho người hâm mộ phần nào cảm thấy an tâm hơn khi trong suốt thời gian vừa qua, thông tin nam ca sĩ nhập viện điều trị khiến fan không khỏi lo lắng. Hy vọng trong thời gian ngắn nhất, nam ca sĩ sẽ sớm hồi phục và tiếp tục các hoạt động âm nhạc để đáp lại tình cảm từ người hâm mộ.